Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu thêm một biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp, hàng những mặt hàng kg và rất là nhiều những cái giỏ hàng lan thuần đẹp, hàng đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa tuyệt rất là tuyệt vời để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì ở một số tỉnh thành phía Nam, để đảm bảo hành trình của đơn hàng đi đến tay cô chú anh chị được nhanh và đảm bảo, thì bên em sẽ gửi chuyển phát nhanh, cước có thể nhỉnh hơn khoảng tầm 5 cho đến 10.000 cho một đơn hàng cô chú anh chị nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Và trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô hoàng thảo kèn. Đây là dòng lan hoàng thảo kèn rừng cô chú anh chị nhé. Riêng dòng hoàng thảo kèn rừng thì nó rất là giống với cả dòng ý thảo. Và nên là để mà cái đảm bảo hàng chuẩn mặt bông cây giống ấy, thì cứ phải cứ đến khi mà nó đang nở hoa như thế này, thì đang nụ như thế này, để đảm bảo 100% là hàng đảm bảo chuẩn kèn ấy, thì bắt đầu là mới có hàng để bán. Và những cái hàng này thì đã đang nở hoa hết, nên là bảo hành cô chú anh chị 100% là hàng chuẩn kèn rừng nhá cô chú anh chị nhá. Hoa thì siêu đậm đà luôn, cực kỳ là tím, không chỉ tím mà còn tím đỏ rất là rực rỡ. Và so với cái bông kèn vườn thì em thấy là cây bông kèn rừng nó rất là to, to hơn khá là nhiều so với cái bông kèn vườn đấy ạ. Và cây giống của nó thì em nghĩ rằng nó cũng sẽ là những cái cây mà nó sống ở trên rừng, với những cái điều kiện khắc nghiệt không được chăm sóc, thì khi mà cô chú anh chị về trồng thì khả năng thuần nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều nhá. Và dòng kèn rừng em xin phép được bán với giá là 900.000 cho 1 kg cô chú anh chị này. 900.000 cho 1 kg cô chú anh chị có thể thấy là những cái bông hoa của nó cực kỳ là tím đậm đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Đây là hàng zin kèn rừng ạ. Và sang bên này đây là dòng ý thảo này, cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ. Ý thảo ba màu, dòng này là ý thảo ba màu Bắc, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rất là giống với cả hoàng thảo kèn như này. Và cái lô hàng về phải nói là nó siêu là đẹp luôn cô chú anh chị này, siêu đẹp luôn, hàng chi chít là nụ đều tăm tắp như thế này, và mầm gốc đang lên ạ, quá là tuyệt vời cho một cái lô ý thảo này cô chú anh chị nhá. Hàng này thì sẽ ra ba màu sắc rất là rực rỡ đấy ạ. Ý thảo ba màu em bán hàng hôm nay, hàng hôm nay nhá, 170.000 cho 1 kg, hàng nói phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Còn sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vôi, hoa thơm nức này. Những bông vôi hiện tại đang nụ hoặc là một số cây thì đã nở hoa đó. Dòng hoàng thảo vôi thì trước đây từ trước nay chưa giờ giá dưới 200 luôn, nhưng mà cái hàng hôm nay em xin phép được bán với giá chỉ có 180.000 cho 1 kg hoàng thảo vôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay kim điệp giấy, bình thường giá không rơi dưới 150 cho 1 kg. Hàng hôm nay em sẽ còn ít hàng, em sẽ để lại để nhập cái lô mới về với giá là 130.000 cho 1 kg ạ. Và sang bên này đây là em có cái dòng lan hoàng phi hạc, thân căng nuột là như thế này đó, hàng đã rụng hết lá như thế này, đảm bảo chắc chắn một cái mùa hoa tuyệt vời để cô chú anh chị được thưởng thức. Riêng dòng hoàng phi hạc này cô chú anh chị mua thì cực kỳ là lợi cân luôn này đó, bởi vì là cái lá của nó là gần như là rụng như thế này. Đấy, thân chắc mẩy rất là đẹp, em bán là 130 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo kim điệp, dòng này là kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Dòng này thì hoa dày bông, hiện tại là một số cây thì đang nụ nhưng mà nụ của nó khá là lớn, nhiều cây thì đang nụ nhưng nụ lớn, vận chuyển đóng gói thì nó cũng hỏng nụ nhiều, nên là em sẽ bán chủ yếu là hàng giống thôi. Với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg nhé, độ bền trên 2 tháng và hoa siêu thơm, người ta gọi là kim điệp thơm đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc nhé. Dáng hương đuôi sóc bình thường giá đấy, hàng đuôi sóc ạ, bây giờ thì cũng đang là mùa đi vào cái mùa bắt đầu là sưng nụ nhá, ra nụ, nên là cô chú anh chị ghép tầm bây giờ thì sẽ được là cái mùa chuẩn cây giống ghép đẹp, cũng như là cái mùa mùa trồng mà khả năng trồng sống cũng như là lại dễ nhanh nhất, em bán với giá là 110.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch ba màu, thân cũng căng mướt như thế này.
Nói chung là riêng dòng hoàng thảo thì cô chú anh chị để ý giúp em là bao giờ cũng sẽ là cái thân 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 già ấy. Thân già của nó bao giờ cũng sẽ nhiều hơn thân tơ nhé cô chú anh chị nhé, chứ không có chuyện là thân tơ nó nhiều hơn thân già đâu ạ. Đó, chỉ có hàng vườn thì mới có toàn là thân tơ thôi ạ. Em bán ngọc thạch ba màu này với giá là 160.000 cho một 160.000 trong 1 kg ngọc thạch ba màu. Và sang bên này đây là một cái lô đùi gà dẹt siêu đẹp và đang siêu nụ này cô chú anh chị này. Đó, gà dẹt siêu nụ nhá, cực kỳ là đẹp và bên em đã cắt tỉa rất là sạch sẽ như thế này cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Đó, và gà dẹt em bán là 180.000 cho 1 kg, hàng thì chi chít là nụ luôn. Tuy nhiên thì bây giờ nụ nó khá là lớn nên là để đảm bảo được hết nụ thì cũng rất là khó của chú anh chị nhá. Hàng như vậy là rất là nhiều nụ này. Nhưng mà không phải là thân nào cũng có nụ hết đâu ạ. 180.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây là dòng lan hạc vĩ Bắc, thân mập nụ ú ụ luôn cô chú anh chị này. Và riêng dòng hạc vĩ này thì cô chú anh chị đừng yêu cầu là hàng không bị gãy, nhá, bởi vì là thân của nó rất là dài nên là vận chuyển từ rừng về thì chắc chắn là không tránh khỏi gãy nhá. Hàng hiện tại đang nụ nhưng mà nụ nó khá là lớn nên là vận chuyển đóng gói về nó cũng hỏng nụ nhiều. Chủ yếu là hàng cây giống để cô chú anh chị sưu tầm trồng cho vườn của nhà mình thôi. Thân rất là đẹp luôn. Đó, cái dòng hạc vĩ Bắc em bán với giá là 190.000 cho 1 kg hạc vĩ Bắc ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan lụa vàng. Dòng lụa vàng đây này, hiện tại thì một số cây là đang còn đang hoa đang nụ này. Lụa vàng đây ạ. Em bán lụa vàng này với giá là 190.000 cho 1 kg hoàng thảo lụa vàng. Và sang bên này đây thì em có 2 kg phi điệp vàng, mỗi một lô như vậy em bán 80.000, đủ cô chú anh chị làm một giò to đùng luôn. Sang bên này sẽ là hoàng thảo hoàng lạp, thân căng đuột nà. Nhiều cây thì hiện tại đang bắt đầu là cho nụ như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, hoàng lạp thì rất là giống với cả sơn thủy tiên ạ. Và hoàng lạp tuy nhiên thì nhìn thân lá của nó thì em bán quen thì em có thể nhận ra, phân biệt được giữa cái sơn thủy tiên và hoàng lạp. Em bán hoàng lạp với giá là 130.000 cho 1 kg, hàng thì đang nụ và cực kỳ là xanh lá đẹp như thế này. Và bên này đây sẽ là dòng sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên hàng hiện tại thì bây giờ là một số cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn. Cái dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị có thể thấy là lá dày hơn và thân căng, rất là căng và đẹp. Sơn thủy tiên em bán là 170.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị cùng em ngắm một cái giò sơn thủy tiên. Ngắm một cái giò sơn thủy tiên hiện tại đang nở này cô chú anh chị này. Một giò không có nhiều giả hành lắm, rất là bình thường thôi mà nở muôn vàn hoa như thế này ạ. Rực rỡ vô cùng luôn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Và sơn thủy tiên thì hoa nó rất là dày bông luôn ạ. Dày bông, cực kỳ là dày bông luôn cô chú anh chị nhé. Đó, một cái giò sơn thủy tiên chỉ là một chậu sơn thủy tiên nhỏ thôi mà ra muôn vàn hoa như thế này cô chú anh chị này. Giá có 170.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò sơn thủy tiên đẹp thân lá và một cái giò lan đẹp tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng đai châu Thái. Hàng này thì hiện tại là những cây mà đẹp thì em đã chọn lựa đi hết rồi nên là những cây này thì lỗi lá nên là bình thường em bán giá 450.000 thì hàng hôm nay em sẽ để lại với giá là 350.000 cho 1 kg. Cái dòng đai châu Thái, hàng bóc trụ tại vườn Việt Nam cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em có 2 cái lô hài Henry ạ. Hài Henry này, 2 lô hài Henry này. Mỗi một lô hài Henry này em xin phép được bán với giá là 45.000 cho cái lô hài Henry này. Một cái lô trầm tím hàng rừng siêu đẹp ạ. 4 thân 4 5 thân tơ tít, thân mập ngủ siêu đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, một lô trầm rừng này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho cái lô trầm này nhá. 4 thân tơ đẹp tuyệt vời. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan siêu đẹp để cô chú anh chị thưởng thức. 200.000 cho lô trầm rừng này. Đẹp cực kỳ là đẹp. Và bên này đây sẽ là em có một cái lô long tu đá hoa tím này. Lô long tu đá hoa tím hiện tại đang lên mầm rất là xinh. Em bán lô long tu đá hoa tím này với giá là 70.000 cho lô long tu đá hoa tím này nhá. Và bên này sẽ là những cái chậu đùi gà dẹt thân căng cực kỳ là đẹp đấy ạ. Cái chậu đùi gà dẹt rất là to và thân căng cực kỳ là mướt và đều là hàng trồng thuần của Việt Nam mình cô chú anh chị nhá. Hàng trồng thuần của Việt Nam mình ạ, thân rất là nhiều, thân tơ đẹp như thế này. Và một chậu như vậy thì em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị này. 200.000 cho một cái chậu gà dẹt rất là đẹp và hàng trồng thuần của Việt Nam. Cô chú anh chị có thể lấy hàng cân bên kia cũng được nhá. Đó, thì cân là 180 cho một cân. Còn gà dẹt này thì em bán là 200.000 cho một chậu. Đấy. Thì sang bên này đây thì sẽ là những cái giò sơn thủy tiên.
Sơn Thủy Tiên thì em có hàng cân bên kia này. Đó, hoặc cô chú anh chị có thể mua em cho em cái chậu như thế này. Thì như lúc nãy cô chú anh chị nhìn thấy rồi ạ, cái chậu hoa cực kỳ là rực rỡ, thì em nghĩ rằng cái chậu kia nó nhỏ hơn cái chậu này nhá. Mà cô chú anh chị thấy là một cái mùa hoa tuyệt vời như vậy ạ. Chậu như vậy em bán 250 này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen rô chớp. Những cái chậu đen rô hàng chớp mà hoa bông chớp trắng, vàng chớp trắng cực kỳ là đẹp như thế này. Hàng một cái loại hàng mà một cái dòng dendro mà hiện tại rất là khan hiếm trên thị trường hiện nay ạ. Cái hàng này thì tất cả những cây này nó đều cao trên 30 cm cô chú anh chị nhá. Cao trên 30 cm và nó đang có nụ như thế này. Đó, nó đang có nụ như thế này. Thì cái dòng hàng này thì em xin phép hiện tại em bán với giá là 180.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng mặt bông rất là đẹp và hiện tại thì nhà vườn người ta những cái cây mà gọi là đang ra kia ấy, thực ra thì hết cái lô này vài cây này nữa thì chắc là không có hàng để mà bán đâu ạ, tại vì là nhà vườn người ta giữ giống và em cũng sẽ để lại một vài chậu để em nhân giống. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu dendro. Đây là những cái chậu dendro gọi là mặt hoa sổ số của chú anh chị nhé. Mặt hoa sổ số ở đây thì em đang có vài bông nó đang sổ ra. Đây, đây là vàng nhật này. Khi mà mới nở hoa thì nó hơi xanh xanh, đến khi nở vài ba hôm rồi nó sẽ chuyển sang màu vàng đậm và hương thơm dịu rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là nó có thể sổ ra những cái bông tím xinh như thế này này cô chú anh chị này. Đó, dòng bông tím xinh, hoặc là có thể sổ ra những cái bông chớp vàng cô chú anh chị nhé. Sổ ra những bông chớp vàng. Nói chung là mặt bông dendro nào thì cô chú anh chị cũng gọi là yên tâm nhé. Mặt bông nào cũng đều rất là tuyệt vời cả. Và một chậu thì nhiều thân như thế này, giá em chỉ bán có 130.000 cho một chậu thôi. Dạ. Chậu thì rất là nhiều thân nhá, rơi 3, 4, 5 thân trở lên. Và giá chỉ có 130, một chậu rất là đẹp. Và bên này sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng này, 180 cho một chậu kiều vuông cánh trắng ạ. Giá hàng cân hiện tại là 250, không có hàng để bán cô chú anh chị nhá. Và cô chú anh chị thấy là những cái chậu kiều vuông cánh trắng này, nhiều cô chú anh chị chơi lan không quen thì có thể biết, có thể cho rằng là những cái thân này ấy, là đều là những cái thân già. Tuy nhiên thì những cái thân mà không có lá như thế này thì nó sẽ là những cái thân mà sẽ cho nụ cho hoa nhé cô chú anh chị nhá. Sẽ là những cái thân cho nụ cho hoa. Giá em bán là 180 cho một chậu. Đây cô chú anh chị nhìn thấy là những dòng hoàng thảo như hoàng phi hạc này, cô chú anh chị thấy này, thân là những cái thân mà không có hoa thì nó đều cho nụ như thế này. Hoàng thảo chuỗi ngập này, thân căng mướt luôn, hàng đang nụ rất là xinh này cô chú anh chị này. Đó, thân đẹp từ thân lá đến hoa. Cái dòng mà hiện tại là cây đang nhú nụ rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này, rất là xinh luôn. Em bán một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này với giá chỉ có 160 nhé cô chú anh chị nhé. 160 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc, rơi vào 5-6 cái thân hoa trở lên. Đó, dòng hoàng thảo chuỗi ngọc, cây đang nụ, thân căng bóng bẩy rất là đẹp. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu vú nữ này. Em có dòng vú nữ sô cô la baby với sắc hoa đỏ thắm, thơm ngào ngạt nhá. Và dòng vú nữ nhện xanh, dòng vú nữ nhện xanh này thì tất cả những dòng này thì nó sẽ cho hoa quanh năm và hàng thì rất là nhiều giả hành. Em bán với giá là 140 cho một chậu. Sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp. Những cái cây lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để và hàng đang nụ cực kỳ là xinh. Đấy, rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia hình để cô chú anh chị có thể chọn lựa cho mình những cái phần lan gọi là ưng ý nhất nhá. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên sẽ là những cái dề sơn thủy tiên siêu căng và cực kỳ là tuyệt vời. Những cái dề sơn thủy tiên Bắc rất là đẹp luôn. Mỗi dề cực kỳ là khủng ở đây ạ. Cái dề này khi mà nở hoa thì em nghĩ rằng cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm tuyệt vời luôn nhá. Mỗi một cái giả hành như vậy thì em nghĩ rằng nó có thể cho tầm 2-3 cái chùm bông ạ. Giả hành to và rất là bự, cực kỳ là đẹp tròn, dề đẹp tròn như vậy. Và cái dề này em xin phép được bán với giá là 400.000 cô chú anh chị nhá. 400.000 đảm bảo cô chú anh chị có một cái mùa hoa xuất sắc tuyệt vời luôn. Đấy, thân này rất là căng luôn. Đây là dòng sơn thủy tiên Bắc nhá. Rất là đẹp này. Hiện tại là chưa ra nụ nên là cô chú anh chị sẽ có một cái mùa hoa gọi là đẹp trọn vẹn nhất ạ. Và tiếp theo là cái hình số 2, dề số 2 cũng vậy, cô chú anh chị nhìn cho em. Ôi, đây này, cây này thì đang bắt đầu là cho nụ rồi này. Trời ơi, nụ to bự luôn này cô chú anh chị. Đây ạ. Ồ, có những dề nó nụ sớm đã cho nụ rồi. Đấy, một cái dề lan rất là đẹp như thế này. Cái dề này thì em xin phép được bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Hình này là hình số 2. Hình số 2 nhiều nụ vô cùng luôn đấy cô chú anh chị. Cái dề số 2 này. Dề này có giá là 230.000 cô chú anh chị nhé. 230.000 đẹp xuất sắc. Dề tiếp theo là dề số 3. Dề số 3 cũng nhiều giả hành bự đẹp như vậy. Cái dề số 3 này em bán 240. Và cái dề số 5 cũng thế này. Rất là nhiều thân tơ tít, cực kỳ là đẹp luôn. Cũng có một số cây thì hiện tại cũng đang bắt đầu là nhú nụ này. Đó, đây, một số cây là cũng đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá.
Một số giả hành là đang có nụ. Cái dề này thì em cũng xin phép được bán với giá là 240.000 cho dề số 4. Và gà dẹt này, gà dẹt thì em có bán hàng cân bên kia cô chú anh chị nhé. Cũng rất là nhiều nụ. Và cô chú anh chị chọn theo dề này giúp em này. Đó, cái hình dề này, hình số 5 này. Cái dề này cô chú anh chị cùng ngắm cho em bán là 140.000 cho hình số 5. Hình số 6, cái một dề siêu nụ chi chít tuyệt vời như thế này. Đó, một dề rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đây này. Đây ạ. Rất là nhiều thân nụ chi chít đẹp như thế này. Cái dề này em xin phép bán với giá là 260.000 ạ. 260.000 cho cái dề này này. Đó, và tiếp theo là cái hình số 7. Hình số 7 này em bán là 170.000, 140.000 cho cái hình số 7 này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em nụ này. Nói chung là nụ bây giờ lớn nên là. Tiếp theo hình số 8 này. Cây này không biết là nụ như thế nào mà hiện tại đã mặt bông nụ bé tí xíu mà đã đậm đà như thế này rồi. Đó, cái hình dề số 8 nhá. Hình dề số 8 này em bán là 150.000 này. Và hình số 9 ạ, rất là đẹp luôn. Hình số 9 là nó là hai dề rất là đẹp nhá. Hai dề hình số 9 này em bán với giá là 140.000 và bên này sẽ là hoàng thảo xoắn. Mấy mặt bông, một cái dề mặt bông rất là độc đáo và rất là đẹp luôn. Cái dề xoắn to bự này. Cô chú anh chị này, dề xoắn to bự này em xin phép được bán với giá là 400.000 ạ. Rất là nhiều thân tơ đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Rồi tiếp theo là một cái lô xoắn hình 411 lô xoắn. Hình này có 3 dề thân căng đẹp. Tuyệt vời như vậy 280 ạ. Và hình tiếp theo hình 12 em cũng bán 280 và hình 13 một cái dề xoắn thân căng lá xếp rất là đẹp luôn. Em bán cái dề này với giá 301 cho cái dề này nhá. Rất là đẹp. Tiếp theo là cái dề xoắn số 14. Lô xoắn 14 này nó cũng 3-4 dề gì đó xanh mướt như vậy. Cái dề này em bán là 250.000. Và hình tiếp theo, hình số 15 em bán 220.000 cho dề xoắn này. Hình số 16 em bán là 240 cho cái lô xoắn này. Này, rất là xanh tươi và đẹp. Bên này đây sẽ là kiều tím miền Trung, hay còn gọi là kiều hồng, hàng đang chuẩn bị mùa hoa. Cô chú anh chị sẽ có một cái mùa trọn vẹn với những cái dề kiều tím miền Trung xanh lá rất là đẹp này. Cái dề này cô chú anh chị có thể đếm cho em bao nhiêu thân lá tơ tít rất là đẹp như vậy nhá. Em bán dề này với giá 280 cho hình 17 và hình 18. Dề khá là xinh đây cô chú anh chị này. Đó, dề thân căng to mập như thế này. Đó, và cái dề này thì chắc là hoa ra cũng sẽ sổ ra những cái bông hoa sẽ rất là lớn luôn. Em bán hình này với giá chỉ có 160 nhá cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là một cái dề cũng rất là đẹp này. Là hình số 19 ạ, một cái dề tuyệt vời như thế này, nhiều thân tơ tít đẹp như vậy. Dề này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho dề số 19. 19 nhá cô chú anh chị nhá. Ồ 19 này, đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ rồi này. Sừng mắt nụ tròn vo, sắp sửa nứt ra khỏi cái thân rồi. Dạ, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Đó, những mắt nụ của nó này. Dề này thì cũng sẽ là một cái giò lan rất là tuyệt đấy ạ. Dề này em bán là 300.000 nhá. Là hình số 19. Hình tiếp theo là cái hình số 30. Hình số 20. Thì 20 là hai dề ạ. Nó là hai dề này cô chú anh chị này. Hai dề này thì em xin phép được bán với giá. Hai dề này em bán với giá là 280 này. Và một cái lô dáng hương đuôi cáo. 4 cây cáo to nhá. 4 cây cáo to đẹp này. Em bán là 120.000. Đó. 4 cây cáo to. À đâu, là một dề hai cây với cả hai cây cây cáo to này nữa. Đấy, em bán là 120.000. Và tiếp theo là một cái lô cáo này có tất cả là 10 cây. 10 cây cáo tươi giói rất là xinh, vừa bóc rừng trong ngày. Dề này em bán với giá là 130.000. Và trầm rồng đỏ ạ, trầm rồng đỏ này. Đó, hoa tím lịm tim luôn cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là thơm, chuẩn bị nở hoa. Những cái chậu mà hôm qua em bán là những chậu nở hoa ấy, đang nở hoa ấy thì khách đã nhặt đi hết rồi. Hiện tại em còn có những cái chậu bông như này, nụ như này. Cái giò này có tất cả là tổng là 4 thân ạ. 4 thân chậu này em bán với giá là 160.000 nhá. Chậu tiếp theo là chậu số 24. Chậu này cũng là 4 thân tơ tít này, 2 4 thân. 4 thân này như thân này thì vừa có nụ mà vừa có kỳ luôn này cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị chơi thưởng hoa xong rồi nhá. Thứ nhất cô chú anh chị được mầm gốc này. Thứ hai cô chú anh chị cắt toàn bộ những cái thân già này ra hạ xuống. Nhân kỳ được thêm rất là nhiều chậu nữa nhá. Đây này, mắt kỳ của nó đang bắt đầu lên rất là nhiều này. Đó, nên là cô chú anh chị cứ chơi trầm rồng đỏ là không thiệt một chút nào luôn. Chỉ có lợi thôi chứ không có thiệt nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này em bán với giá là 160 nhá. 160 ạ, quá là tuyệt vời luôn. Chậu tiếp theo là chậu số 25.
25 này, chậu này cũng là 3 thân này. Hai thân đang nụ rất là xinh như vậy này. Cái chậu này em bán với giá 150. Và chậu tiếp theo là chậu 26 này, chậu này 3 thân siêu nụ này. 3 thân siêu nụ rất là đẹp luôn như này. Và cái chậu này em bán với giá là 160 và một cái lô vanda rừng thơm. Cái lô vanda rừng thơm này xếp rất là xinh, xanh đẹp như thế này. Và cái lô này em bán với giá là 70.000 cho cái lô vanda này. Bên này đây sẽ là những cái giò kiếm tiên vũ. Cô chú anh chị về trồng, làm tiểu cảnh. Và khi mà sổ hoa những cái bông hoa tiên vũ rủ xuống rất là bền. Rất là bền hoa. Ngắm cũng rất là đã mắt luôn dòng kiếm tiên vũ. Em bán cái chậu kiếm tiên vũ này to khủng như thế này. Kiếm tiên vũ đang chuẩn bị đi vào cái mùa chuẩn bị có nụ có hoa rồi cô chú anh chị nhé. Chậu này em bán với giá là 200.000 cho chậu số 28. Và chậu số 29 một cái chậu côn lùn lá láng tít. Có những cây lá rất là to. Về cô chú anh chị ở đây chậu nó hơi bé, cô chú anh chị về thêm sang một cái chậu để trên một cái đôn khi mà hoa ra thì tuyệt vời luôn. Chậu này em bán 200. Tiếp theo là cái chậu số 30, chậu này em cũng bán 200. Chậu số 31 này cũng là một cái chậu lá rất là to. Chậu này em cũng bán 200 nhá. Chậu tiếp theo là chậu 32. Côn lùn. Rất là đẹp. Chậu này em cũng bán với giá là chậu này bây giờ kiểu nó mọc ra lớn quá nên là nó thiếu dưỡng chất này. Cái chậu này em bán với giá là 200.000 và tiếp theo chậu số 33 em cũng bán là 200.000 này, tiên vũ. Đấy, rất là xanh đẹp luôn cô chú anh chị, để là vào một cái đôn lên một cái chậu để cho một cái đôn trước cửa nhà là nhìn tạo cái không gian tuyệt vời luôn. Cái chậu 34 em cũng bán là gì? Chậu 34 em bán với giá là 200.000 và chậu 35 cực kỳ là đẹp luôn. Lá láng tít vô cùng là đẹp cô chú anh chị ạ. Dạ. Láng tít cực kỳ là đẹp, chậu này em xin phép được bán với giá 220. Bên này đây sẽ là những cái dòng trầm cổ siêu VIP, cái dòng mà được nhà vườn người ta vô cùng là trân trọng luôn, với những cái thân xoắn đỏ. Hoa ra thì đỏ và tím đỏ và siêu thơm. Và nụ thì phải nói là dòng trầm cổ này cô chú anh chị, thứ nhất cô chú anh chị có thể thấy là đẹp từ thân đến lá nhé. Thứ hai nụ của nó khi mà sổ cô chú anh chị có thể thấy là nụ nó vô cùng là đều đẹp như thế này. Đó, ra tự nhiên và đều đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Rồi là những cái mắt mà không có nụ thì sau này nó sẽ là cho ki. Đó, một cái dòng trầm mà được nhà vườn người ta đã giữ giống và rất là trân trọng. Trước đây mỗi một thân như vậy là vài trăm nghìn luôn ạ. Một cái chậu trầm cổ này, chậu trầm cổ hình 36. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 250. Chậu này có 3 thân nhé, 3 thân cô chú anh chị nhé, rất là đẹp. Chậu tiếp theo là chậu số 37, chậu này cũng là 3 thân. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy là thân của nó riêng từ cái thân thôi đã xoắn đỏ, rất là khác biệt so với những thân khác rồi. Đấy, mầm rất là tuyệt vời. Cái chậu này em bán với giá là 260.000 cho chậu số 37. Và chậu 38 là một chậu 2 thân ạ. À, hai thân cao khoảng tầm 80 cm một thân. Và chậu này em cũng bán với giá là 190.000. Chỉ 190 cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị sở hữu ngay một cái chậu trầm cổ rất là giá trị, rất là đẹp. Đấy. Chưa nói đến cái giá trị về vật chất, nhưng mà nói về cái giá trị thẩm mỹ, đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan tuyệt vời để thưởng thức cũng như là nhân giống. Dạ, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Cái hình 39 này em bán là 190.000 và hình tiếp theo là hình 40 cũng là hai thân với nụ chi chít tua tủa như thế này. Em bán chậu này cũng với giá là 190 này. Chậu 41 cũng là 190 cho chậu hai thân, một thân khoảng tầm 1 mét, thân trên 80. Và chậu tiếp theo là một cái chậu hai thân đều, chậu 42. Chậu này em bán với giá cũng 190. Và chậu số 43 cũng là chậu hai thân, cũng sẽ là giá 190 của chính chị nhé. Là chậu 44 cũng là chậu hai thân này, hơi ngắn hơn một chút xíu, em bán để giá 180 được chưa ạ? 180 sở hữu một cái chậu hai thân trầm to cực kỳ là đẹp. Và chậu tiếp theo là chậu số 45, chậu này 3 thân em bán 250 nhé. Chậu 46 này, chậu 46 cũng là chậu hai thân siêu nụ như thế này, em bán với giá là 180.000 của chính chị nhìn cho em ạ. Hoa nó tím cực kỳ là đậm cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em có những cái chế phẩm dành cho hoa. À, bên này sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng. Sim khô 100.000 cho một túi 1 kg. Măng lưỡi lợn 240 cho một túi 1 kg. Và bên này sẽ là cái gì đây? Là cái mộc nhĩ rừng 80.000 cho một túi. Tầm gửi cây dễ mũ tần 120, tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190, hoàng tinh 200 ạ. Bên này em có vỏ thông nhá. Vỏ thông em bán giá là, vỏ thông thì em bán với giá là 20.000 cho một túi. À, 20.000 cho 1 kg. Em có vỏ thông size 12 và vỏ thông size 34.
vỏ thông size 12 và vỏ thông vụn ạ. Bên này sẽ là những cái chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Atonic là 10.000 cho một gói này. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000, dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Super Thai hormone tăng trưởng 80.000 cho một lọ này. À đâu, Super Thai là 50.000 chứ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm khó kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và cái liền da cái siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Cái cắp tan đặc trị thô nhũn với giá là 35.000 cho một lọ. Cái thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ. Kim Kim Boom cũng là dòng đặc trị thô nhũn, 25.000 cho một gói. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm. Quên mất hoa dao. Em bán với giá là một túi Chicho Đề Ma với giá là 15.000 nhé. Cái loại phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Đây ạ, cái phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Và phân chuồng quế nguyên chất cái dòng cao cấp này với giá là 35.000 cho một túi này. Và dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo 35.000 cho một quật. Cái phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy với giá là 35.000 cho một hộp nhé. Mứt hữu cơ của Hà Lan kích mầm kích rễ tuyệt vời, 70.000 cho một cái túi như vậy. Và bên này sẽ là cái phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh. Cái sản phẩm được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em bán với giá là 35.000 cho một cái túi như vậy. Và nghe về cái thành phần của nó thì cô chú anh chị biết rằng là nó có thể cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời như thế nào đối với cây trồng rồi. Hiện tại trên thị trường người ta bán phân trâu giá xỉ. Phân trâu đã qua xử lý nhá, giá xỉ người ta đã bỏ ra là 40.000 rồi. Mà cái sản phẩm này không chỉ có phân trâu mà còn trộn với cả đỗ tương và với cả cái dịch chuối. Cô chú anh chị biết rằng là bên em đã làm rất là cầu kỳ như thế nào rồi. Bỏ ra rất là nhiều cái công sức cũng như là thời gian như thế nào để có một cái túi sản phẩm phân bón tuyệt vời như vậy. Đáp ứng cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời như vậy cho cây trồng. Mà cô chú anh chị về có thể trộn với cả giá thể cũng như là bón một cách thoải mái mà không sợ đen đầu rễ, cũng như là có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển một cách tối đa, hạn chế nấm bệnh tuyệt vời nhất của chú anh chị nhé. Giá chỉ có 35.000, đó, giá 35.000 rất là rẻ so với cái sản phẩm chất lượng thực tế của nó, bởi vì là ở đây là giá em mua, em bán ở đây thì phải nói là nó không qua cái khâu trung gian ạ. Không qua khâu trung gian, nhiều khâu vận chuyển nên là cái giá của nó là giá xuất xưởng của chú anh chị nhé, nên là rất là rẻ như vậy. Bên này sẽ là sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời. Như là diệt khuẩn, làm sạch không khí ạ. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google để biết thêm những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời của nó. Và nó rất là lành tính đối với sức khỏe của chú anh chị nhé. Giảm đau cách hiệu quả. Bởi vì là ở đây á, những cái cánh hoa hồi cô chú anh chị biết rồi. Người ta có thể sử dụng cánh hoa hồi cho vào món ăn để tạo cái hương vị cho món ăn, cũng như là có thể có rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Thì ở đây thì những cái lọ tinh dầu hồi này là hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi nhá, nên là rất là lành tính cũng như là rất là tốt đối với cả sức khỏe ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip.